tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười. Công an các đơn vị địa phương tại Đà Nẵng đang đồng loạt ra quân đấu tranh xử lý. Cụ thể, định kỳ hàng đêm, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra tất cả toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, địa điểm khác cho sử dụng hoặc có điều kiện, nguy cơ bị lợi dụng để sử dụng shisha, bóng cười. Các tổ chức cá nhân có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng shisha, bóng cười trái phép. Bên cạnh đó, tiến hành thử test ma túy đối với 100% đối tượng bị phát hiện đang sử dụng shisha, bóng cười. Công an thành phố phấn đấu đến cuối tháng 3 năm 2023, xử lý dứt điểm không để xảy ra tình trạng sử dụng shisha, bóng cười công khai tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự.